quá trời. Bây giờ chị Lê Giang là người thử thách đầu tiên cùng với anh Tiền. Dạ, mời nghệ sĩ Lê Giang. Dạ. Trời ơi, thay đồ rồi ha. Ngon à. Ngon lành, ngon lành. Cái đồ này là chạy hết sức luôn đó. Hết sức ha. Không có vướng bận gì hết trơn á. Dạ. Chị ơi, nhưng mà cái thử thách này không có kêu chị chạy, kêu chị bơi. Vô thay bikini. Vô thay bikini. Ai à, lên. Thôi, thôi, để y chang vậy. Bây giờ mời chị Lê Giang và anh Tiền tới với cái máy ATM này. Bây giờ em chuẩn bị em bấm nha. Rồi, đi. Giang. Cái gì? Chị Lê Giang. Chị chạy đi đâu? Tao đi nè. Chưa có thử thách mà ơi. Chưa có. Bỏ đi để tao chạy. Trời ơi quá. Trời ơi. Chị có biết thử thách gì đâu mà chị chạy. Vô lại hả chị? Chưa. Trời, tao chưa nói. Đó, nhờ cái bà này mới nói nè. Cái bà đó bà suối đâu à. Bà kêu tôi chạy đi kìa cái bà này. Chị biết thử thách gì chưa? Chưa. Chưa chạy đâu. Ai biết? Trời đất ơi, dán kêu dễ sợ luôn. Tự nghe bình tĩnh nghe coi bây giờ là người ta coi thử thách cái gì đã nha. Rồi. Rồi anh bấm nè. Thử thách nè, nghe cho rõ. Người chơi di chuyển đến chợ Lộc An để nhận nhiệm vụ giúp đỡ bà hai nha, đừng có kiếm bà ba, bà tư. Bà hai bán ổi và bà sáu bán khô. Bà hai bán ổi, bà sáu bán khô. Rồi, chị Giang sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bấm. Chạy đi chứ, mày sao mà em cứ tao chạy. Chạy lẹ thì còn đứng ở đây lộn. Trời đất ơi, chợ Lộc An ở đâu? Chợ Lộc An. Kêu người ta, kêu người ta chở đi giường. Hả, đường nào? Đường này hả? 29 triệu 600 cặp đó đâu nó lót kìa. Anh Tiền ơi, trời ơi, sao lẹ quá vậy? Trời ơi, sao cái bà kia mới vẫn chạy bộ vậy? Sao lại chạy xe? Trời ơi, chạy xe chạy bộ tao bao giờ mới tới. Có chiếc xe không ai giúp chị đi? Lẹ đi hết giờ. Lẹ lên. Tới chưa, tới chợ chưa, tới chợ luôn chưa? Tới rồi. Vậy? Ủa, cái chị này nãy ngồi coi xong rồi chở chị đi luôn. Chở chị đi luôn á, giúp cảm ơn người ta một tiếng. Chị cảm ơn nha. Lát nữa chở chị về, chị chạy không nổi. Chị Giang ơi, bà hai bán ổi, bà hai bán ổi. Bà hai bán ổi chị ơi, bà hai bán ổi ở đâu chị? Bà hai bán ổi đâu? Bà hai, chị kiếm bà hai trước đi chị Giang. Rồi rồi đây nè, đang kiếm bà hai. Chị la làng lên, bà hai ơi, bà hai. Bà hai bán ổi đâu? Rồi, tiếp được bà rồi. Bảo vàng xuất sắc quá quý vị ơi, bảo vàng xuất sắc quá. Chị Giang ơi, chị bán hết ổi, chị sẽ nhận được 2 mã số. Chị bán hả? Rồi mua mấy chị, mua lẻ đi. Bộ ông kỹ, mua đi. Mua đi. Lấy nhiều, lấy nhiều. Bình thường nhiêu kiếm bà hai. Lấy bà đâu? Lấy cho em hả? Nè. Để em bán đi, sẽ để bà hai bán. Lấy cho em. Trời ơi, tao đồ bộ quá bà mua. Ăn bỏ của mày. Rồi nè, rồi mua mấy ký nè. Được, đo làm thành nha. 1 ký nè. Rồi 1 ký bỏ xuống, cái 1 ký. Mua giùm đi, mua giùm bà hai. Chị mua giùm mấy cái chọi sao đứng. Chị ơi. Hả? Mấy ký? 2 ký đi chị. Rồi 2 ký hả? Bỏ thêm nè. Trời ơi, điện thoại nó bận biểu quá. Nói gì nói đi. Chị Giang, chị đứng lên, chị đứng lên, chị rao người ta mới tới mua. Chứ không phải bán cho 2 người này không đâu. Bà con ơi, mua ổi bà con ơi, mua giùm em. Hát đi chị, cho người ta thu hút người ta mua ổi cho bà hai. Ổi ơi, mua ổi đi. Ổi ngon, ổi chín, ổi ngon lắm nè. Ổi nó kêu hát quá trời. Bà con ơi, mua ổi đi bà con ơi. Trời ơi, còn 27 triệu à. Bây giờ chị phải hò, chị phải rao sao cho người ta nghe cái giọng lanh lảnh của chị, người ta mới mua. Trời ơi, em chạy mệt quá, bà con mua ổi giùm em đi rồi em hát cho nghe. Bà con ơi, mua ổi giùm bà hai bán ổi. Bà con ơi, ổi nhiêu ký bà? 15. 15.000 1 ký. Bỏ sẵn vô bao. Bỏ sẵn vô bao. Để rồi khách. Dạ dạ đây nè. 2 ký. 2 ký. Này chưa mới còn ký mấy à? 2 ký, 2 ký. Em mấy trái nữa. Chưa. Bà con bây giờ em cho tiền bà con chạy nó chợ mua ổi giùm em nha. Bà hai ơi. Nha nha, mọi người chạy nó chợ mua em đi. Nhiêu ký? Mua ổi em mấy chị. Em cây em cổ cho nghe nè. Mua ổi em cây em cổ nghe. Hết chưa? Ủa chị có 15.000 rồi chị mua em cái chị. Kìa, người ta mua kìa. 1 kg hả chị? Rồi đi 1 kg chị ơi. Đúng rồi. 1 kg đúng rồi. Cái đúng rồi. 1 kg rồi, 1 kg rồi. Rồi đây nè chị. Phải mua hết rồi sao á. Rồi. Rồi đưa chị rồi, ủng hộ rồi. Bao nhiêu tiền? Mình có nhiều. Rồi, cảm ơn. Dạ, thưa bà con cô bác, như vậy là thử thách đầu tiên là bán ổ giùm cho bà Hai, chị Lê Giang đã hoàn thành nha. Đây là 2 cái mã số đầu tiên. Rồi, số 16 vẫn còn 2 mã số nữa nha. Thử thách tiếp theo của chị là gì vậy? Bà Sáu bán khô, Cảm ơn bà Hai cái đi. Cảm ơn bà Hai nha. Trời ơi, bà con chạy ra chợ hết mớ rồi, yên tâm nha anh Tiền ơi. Ôi, nó chạy cá khô rồi kìa, chị Giang chứ chạy cá khô rồi. Đi tìm bà Sáu bán khô, đây là thử thách thứ 2 mà chương trình dành cho chị Lê Giang. Bà xích ra, bà xích ra đi con bé. Chị Giang ơi, chị Giang, chị bán cỡ khoảng 5 kg cá khô thôi là được. Đâu, 5 kg chứ bán hết chứ nó lâu lắm. Mua giùm em 5 kg thôi, 5 kg thôi, em đang nghỉ bà con thương em hát cho bà con nghe. Mua nửa ký nữa không? Dạ, bao nhiêu cũng bán hết. Trời, mấy cái chị hồi nãy ra mua đó quý vị. Rồi, dạ rồi. 35 hồi hộp không anh Tiền? Dạ hồi hộp. Bây giờ số tiền của anh là còn 25 triệu à. Anh mong ước là chị Giang sẽ còn lại bao nhiêu tiền? Dạ chắc còn 24 triệu. Anh Tiền đang mong muốn là 24 triệu mà bây giờ chị Giang chỉ đang bán nửa ký là còn 25 triệu. Ráng lên chị Giang ơi. Là mấy rồi? Nửa ký là 1 kg, 1,5 kg này nè. Cầm riêng. Thêm đi chị. Được 500.000 cho bà Sáu. Rồi kìa, bà Sáu. Ba lạng như vậy. Từ từ, đứng lên, từ từ, bình tĩnh. Mua nửa ký luôn đi. Đây, đưa đúng rồi chị này nè. Rồi, cái này nửa ký nè, Cho cái bịch bà Sáu ơi, bà Sáu. Chăm chưa? Để cái này luôn Sáu. Dạ. Rồi, cái này nửa ký rồi chị. Chị bán quá trời bán luôn. Đủ rồi, đủ tiền. Rồi, đây là mã số tiếp theo của chị. Rồi, 68, 1668. Yeah! Số tiền hiện tại là 23.980.002 đồng. Rồi, 23.980. Vỗ tay. Cảm ơn chị Giang rất là nhiều. Vui quá, cảm ơn bà con rất là nhiều. Hôm nay là thật sự một cái chương trình này rất là hay, rất là có ý nghĩa luôn. Bà con ơi nhớ xem nha bà con nha. Cảm ơn bà con. Chóng mặt không chị? Mệt quá hả? Không sao. Vẫn khỏe nha bà con cứ yên tâm. Lê Giang sức trâu à. Thấy thương lắm. Hồi nãy tụi em coi trên màn hình này nè. Thấy chị chạy bộ không à. Em la quá trời nhưng mà chị phải cảm ơn. Chị mượn bộ đồ bộ vàng á chị. Cảm ơn bà con nhiều lắm đó. Bà giúp chị mấy lần luôn. Thì bởi vậy bà có duyên dáng quá. Trời ơi, chị ruột em đó. Chị ruột luôn hả? Em gà vô chương trình. Để giúp đỡ chị chứ. Trời ơi, bởi vậy bà vừa bán ổi xong bà kéo là các cô liền. Thì bởi vậy. Anh ơi, chúc mừng anh nha. Em cũng ráng cố gắng hết sức rồi đó. Dạ.